bên mẹ học á nên là bên giữ trật tự Ơ bên chào con trai nữa nè. Trời bên ơi, trật trai mày đi Spider-Man nha, ngon quá. Lâu nha, trai nha. trật tự cho mẹ học hành nha nha. Chưa con Rồi. Bây giờ ha, để trước mắt á, anh sẽ đưa một đoạn để cho xe đọc thử. Đọc thử thôi. Là sẽ biết là đọc ngon hay không liền ha. dạ Rồi. lâu Đọc sách của thầy cho nó ngon nè. mình đắp quá trời 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 Rồi, chút trời nó hiện lên ha. trời bắt đầu đọc luôn thầy Đây, đây, đây. ha. Rồi. Bây giờ nha, em sẽ nhìn thấy đó, có cột bên trái là màu đen, cột bên phải chính giữa là màu đỏ, đó là phiên âm. Thì bây giờ em muốn đọc bên nào thì em đọc nha. Thì em cứ đọc đi. Cultivate happiness. Happiness must lie is the first hook in the world to rewrite the information, energy and material of happiness. It has readers know what happiness is, believe what happiness is, and understand what happiness is. The author has applied principles very skillfully, such as the principle of life in of life instead of trying to write move the darkness from a dark room with courage and fans to train to resolve problem that arise in life. The author has cleverly brought light into the dark room, helping readers simplify and stand about any arising problems. Rồi, cảm ơn Sa nè. Khi mà anh đọc cái mong muốn của Sa là Sa mong muốn được hỗ trợ vào các âm phụ âm, âm đuôi và cách ngắt câu để có được ngữ điệu đúng. Thì khi mình nghe nhiều khi á là bản thân em không nhận ra những cái điểm em làm chưa tốt đâu. Đôi khi mình không có nhận ra. Lấy ví dụ nha, đây là một cái từ mà em nhận không ra nè. Em kỹ chưa? Đây, đọc lại cho mình cái này coi. Mason. Cái chữ mà anh có tô màu vàng đó. Cultivate. Không, không. Em nhìn thấy cái chữ mà anh có tô cái màu vàng không? Anh tô màu vàng với cuối cùng á. Dạ Nhìn thấy không không? em không thấy, không em chỉ thấy cái nút vàng nó chạy thôi à.
À, sao lại không thấy nhỉ? Bây giờ em thử nha. Dạ. Thấy màu vàng không? Tô lên không? Em thấy màu vàng mà nó chạy bên chỗ cái thanh công cụ á. Sao kỳ quá hả? Sao nó không hiện ra nhỉ? Dạ. Thì anh dùng cái tô màu vàng để anh chỉ cái chữ đó đó. Anh gạch anh in cái chữ đó mà. Rồi bây giờ em nhìn giùm anh là từ dưới tính lên. Dạ. Màu đỏ đứng giữa nha, từ dưới tính lên. Và cái chữ in đậm nằm bên tay phải á. Stand. Stand above. Rồi cái chữ in đậm phía trên. Lavery. Không, anh nằm bên phải, màu đỏ đó. Từ dưới tính lên. Simplify. Rồi dừng. Đó, cái chữ này em nhìn thấy nè. Em nhìn thấy nè, sim là đọc đúng Simplify. rồi nè. Đó là bali. À, dạ đúng Rồi rồi. mới là file. Simplify. Như vậy Simplify. em nhìn thấy nè. Cái việc em nhận âm á, tức là Dạ. nhận nguyên âm thôi, là đã chưa ngon rồi. Dạ. Em chưa nhận được cái nguyên âm. Đó. Nhưng chính vì vậy á, giống như một em học lớp 1, lớp 2 đi, bạn ấy học chữ cái xong mà ấy đánh vần, thì bạn ấy Dạ. chưa nhận được cái âm nên đánh vần không có trôi. Dạ. Tương tự mình cũng vậy thôi, là mình mới học xong bản chữ cái xong, mới học xong cái vowel chart xong, thì mình chưa nhớ được mặt chữ nên mình Dạ. nhận âm nó chưa có ra. Như vậy trong cả 44 âm thì em cần phải ngồi xem lại một lần nữa. Dạ. Bây giờ em sẽ cùng đọc, anh cùng đọc với em lại nè. Em đọc Dạ. lại từ đầu giùm anh nhé. Đọc lại từ đầu giùm anh. Bắt đầu từ đầu sắc luôn á. Chữ màu đỏ. Cultivate happiness. Master life. Rồi dừng lại. Dừng lại nè. Nhìn giùm anh nè. Em đọc là đọc lại giùm anh cái chữ đầu tiên nè. Tên của sách nè. Cultivate. Rồi. Tại sao em đọc là khớt thì vậy? Mà nó chữ nó là chữ gì? Em biết cái chữ này là chữ gì không? Chữ ớ. Chữ ớ phát âm sao đọc online cho đúng nghe chữ ớ nghe coi. Em biết nó khẩu độ mấy không? Dạ khẩu độ 3. Khẩu độ 3 thì miệng mở như thế nào? À, để được hai ngón tay vào ạ. Bây giờ em để đủ hai ngón tay chưa? Rồi như Dạ. vậy sau khi anh chỉ xong thì em mới nhận thấy là mình làm chưa đúng chưa. Dạ. Thứ nhất là em mở khẩu chưa đúng Dạ. thì cái chữ nó không có ra đó. Bây giờ 12 nguyên âm nó chỉ có nhiêu đó thôi à. Dạ. Hàng ngang khẩu độ 1, hàng ngang khẩu độ 2, hàng ngang khẩu độ 3, hàng ngang. Phần này Dạ. em có theo dõi cái buổi IBA anh hướng dẫn rồi đúng không? Dạ. Rồi như vậy em nhìn thấy đó, em mở khẩu chưa có ra thì đó có nghĩa là gì? Nguyên âm em đã chưa làm ngon. Nên bây giờ chúng ta Dạ. bắt đầu lại từ nguyên âm rồi chuyển sang phụ Dạ. âm. Đó, bây giờ Dạ. nè. Bây giờ em đánh vần cho em coi chữ khờ với chữ e chữ chữ mũ này đọc sao? Cut. Một lần nữa, cái miệng em đã mở đúng khẩu chưa? Chưa. Thầy Dạ. anh mới vừa nhắc xong là em lại tiếp tục khép cái miệng lại. Và em Dạ. đang đọc ở khẩu độ 1 chứ không phải khẩu độ 3. Dạ. Cut. Cut. Rồi, kiểm tra lại thử em đút hai ngón tay vô với cái âm vừa rồi chưa? Cut. Tại sao khi em đút hai ngón tay thì cái miệng mới mở ra, còn lúc em đọc em không mở ra nó đủ lớn lên? Dạ. Cut to buy. Ừ. Chỉ bao nhiêu đây thôi là anh biết là gì, có nghĩa là gì? Những cái gì em học á em không có ứng dụng, có nghĩa Dạ. là gì? Thầy bảo là mở khẩu to thì mình cứ mở khẩu nhỏ, có nghĩa là không có vâng lời, không có tin làm đó. Dạ. Như vậy là gì? Ông thầy ông dạy rất là kỹ, bà cô dạy rất là kỹ, thầy Đường với bà cô Lucy dạy rất là kỹ, phải mở cái miệng rất là to ra thì mới ra khẩu độ 3. Mình cứ khơ 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 như gì? Thứ nhất là chưa đạt khẩu độ 2 luôn. Cái chữ ơ mà bình thường khẩu độ 2 nó là khơ, mà khẩu độ 3 nè khơ. Em phải cảm nhận được là gì? Khi em mở cái miệng không cần đút tay mà nó vẫn ra được là cái khẩu độ 3, chứ phải chờ đút ngón tay vô cái miệng mới mở ra. Dạ. Không đút thì cái miệng nó bình thường khơ.
đấy. Kho. Như vậy đó là kho, kho. Bí quyết của cái chữ này là gì? Đẩy cái cầm xuống nhiều nhất có thể, kho. Đẩy cái cầm xuống dưới nhiều nhất có thể Kho. là tự động hai Kho. ngón tay đút đôi vừa. Kho. 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 Chứ vậy. Một lần nữa anh nhìn cái miệng em, đút hai ngón tay vô chưa vừa, Kho. Thì vậy. em mới tự đút tự cảm nhận là hai ngón tay vô đó vừa hay không chứ. Em Kho. nhìn lại Chứ đi, em nhìn vô cái màn hình của em đi, khi em đọc mà không đưa ngón tay á thì cái miệng em nó có nhiêu đây, mà em đưa ngón tay vô cái miệng nó bự ra, có nghĩa là gì? Rõ ràng là mình đã đọc không đúng. Khó chứ vậy. Anh không còn đọc khúc sau, làm gì anh chỉ khơ thôi. Khó. Đã đủ hai ngón tay chưa? Em đọc nó khi nào đủ thì anh mới cho qua chỗ khác, còn không đủ chưa qua được. Chứ vậy. Đủ hai ngón tay chưa? Anh chỉ hỏi như đó thôi à. Đủ rồi chứ. Em đút ngón tay vô em biết liền cái đủ hay không liền. Tại sao em không không nhìn vào, em không, em có đang nhìn vào màn hình không xa? Em không thấy được em á ta. Cái màn hình của em mà em thấy được nữa là thôi chứ. Ủa. Anh đang thấy màn hình của em nè. Em cho hiện cái video lên là em thấy cái màn hình mặt của em liền, có gì đâu. Đứng Trên trên Zoom là mình nhìn được cái mặt của mình mà. bốn Em thấy cái thanh công cụ không? Thấy thanh công cụ chưa? dạ rồi Cái ngang đó. Em dạ vô cái chỗ cuối thanh công cụ nó cái chữ more. More là thêm đó. Bấm vô dạ ba chấm. rồi. Bấm vô. Em dò từ trên xuống dưới, em nhìn thấy nè. Show video panel. Sao bên em không không có ta? Bên em nó chỉ có record, not whiteboard với lại reset Nghe to. anh, nghe anh nói anh hướng dẫn lại mà em không có chịu nghe anh. Ở Dạ. cuối thanh công cụ bên tay phải có chữ more, Dạ đúng rồi. more, thấy chưa? Dạ. Rồi. Bấm vô dấu ba chấm. Trời luôn rồi. Rồi em dò cho xuống nhìn thấy chỗ show video panel. Show là thể hiện cái video đó. Chỗ nào có video em bấm lên. Bên em không có. Không có Dạ đúng thầy kiểm tra thử có bị khóa cái đó không. không? Không có nào khóa hết trơn đó, hệ thống này không bao giờ khóa. Bất cứ học viên nào đã có cái Zoom thì đều nhìn thấy cái mặt của mình. Em không nhìn thấy cái miệng thì em không bao giờ biết là cái miệng em nó mở cỡ nào. Rồi ok. Giờ Chỉnh nhìn thấy cho cái mặt chuyên viên. chưa? Dạ rồi. Chắc chắn là thấy cái mặt mình chưa? Là mặt người khác. Dạ thấy cái mặt của Rồi. em rồi. Bây giờ em đọc cái từ khơ là cho nghe coi. Mình nhìn vô thấy cái Khơ. gì? Khơ. Đủ hai ngón tay chưa? Đọc xong mà giữ nguyên cho anh biết là nó đã ra cái miệng chưa có đã. Em thấy chưa? Bây giờ em nhìn thấy gương, em thấy bình thường em đọc như thế nào? Và bây giờ cả gương em nhìn thấy thế nào? Đọc lại một lần nữa cho anh nè. Đối với anh như vậy vẫn chưa đủ hai ngón tay. Anh cam đoan đút hai ngón tay vô không vừa đó. Anh đút lại một lần nữa đi. Sau đây thầy chứ. Thầy với mẹ nha. Anh còn em kiểm tra hai ngón tay đã vừa miệng chưa? Rồi bây giờ anh tạm ngừng nha, tạm ngừng là anh tạm thấy chấp nhận là cái miệng nó mở rồi đó, bởi vì em mới nhận được. Em nhìn vô màn hình nó biết là cái miệng em mở mới to hay không. Kho. Bí quyết của cái âm âm ấp này á, cái mũ này á là kéo cái cầm xuống nhiều nhất có thể. Kho. Rồi. Bây giờ chữ L thì em đánh sao? Chữ L thì sao? Ồ.
À, call. Carl. Call. Carl. Call. Tại vì muốn đánh đánh Có. L đó, thì cái Nào. miệng nó phải cong lại, đưa cái L lên trên cái vòng trên. Call. Carl. Carl. Cái lượt đầu lưỡi phải chạm vào cái vòng trên, cái vòng phía trên. Call. Carl. Rồi nó xong chữ call thấy chưa. Rồi tiếp theo là T. Thời T. T. Vậy. Vater, nó là AE. Vậy. Vater, không phải là vây. Không phải là Vậy. vây, mà là vây. Vậy. Vater. Vậy. Rồi em đọc lại một lần nữa nè. Car. T. Vậy. Nhảy cái thời ra chưa? Wait. Rồi. Cái từ này đọc như vậy mới đúng. Cultivate. Nhìn miệng nè. Cultivate. Cultivate. Cultivate không đọc chậm được. Ê, lộn, không đọc nhanh được. Cái từ call là cái từ nhấn, âm nhấn, nên đọc chậm hơn một chút, mạnh hơn một chút. Cultivate. Mở, nhìn cái miệng là thấy cái mở có độ 3 liền. Đó. Rồi em đọc một lần nữa từ đó nè. À, em bé khóc miếng à, thương quá. Ông anh chơi không được với kia em hả? À? Có gì chơi em bé chơi không? Dạ, cho em Em đi lo em bé đi. không. Để nhà lưu ý ha, cái từ chúng ta học nguyên âm mà chúng ta mở khẩu không có đúng thì cái âm nó không có ra đẹp được. Mình chịu khó mình nhìn vô cái màn hình để mình thấy cái miệng mình nó mở đã đủ đủ chưa. Call. 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 Đánh chữ L lên. Call. 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 Tại vì Việt Nam mình không có đánh lưỡi chữ L lên như vậy. Mà tiếng Anh thì nó lại có. Nên là mình phải call, mình tập liên tục như vậy. Call. Call. Cultivate. Đọc chậm một chút là nó ra. Cultivate. Cultivate. Sorry thầy ạ. Cảm ơn thầy chứ đừng. Giờ ai giữ bé rồi? Dạ em gửi cho nhà ở phía dưới được. Rồi, ok. Em đọc lại giùm Dạ. anh cái từ đầu tiên nhé. Dạ. Cultivate. Chưa đánh chữ L, đánh chưa đánh lưỡi chữ L. Cultivate. Dạ, muốn đánh chữ L nè. Thì phải cong cái đầu lưỡi, phải chạm lên cái vòng trên và cái miệng hơi cong lại nè. Cái đầu lưỡi nó chạm lên trên. Call ti bait. Đúng rồi, nhưng mà call phải đọc nhanh nè. Cultivate. Cultivate. Mở chữ ơ ra nè. Call. Car. Call. Car. Cultivate. Cultivate. Rồi. Rồi đọc từ tiếp theo. Happiness. Rồi nghe. Cái chữ H á, A bướm đó là khẩu độ mấy? Khẩu độ 3. Rồi có độ 3 thì mở miệng sao? Happiness. Đúng rồi, em thấy chưa? Khi nhắc em cái em nhớ khẩu độ 3 là quá tốt, có nhiều người không nhớ khẩu độ mấy nữa luôn. Khẩu độ 3 mở miệng to nè. A. Happiness. A. Ha. Ha. P. Yes. Happiness. Rồi. Happiness. Rồi nghe chữ ơ cuối cùng đó là khẩu độ mấy? Khẩu độ 2. Có độ 2 thì mấy ngón tay? Một. Đúng rồi. N. Nè. N. Nè. Nè. Đúc, em đúc thử một ngón tay cho vừa chưa? Nè. Nè.
Em thấy chưa, khi em đút ngón tay vô này nó mì nó vỡ ra thêm chút nữa. Có nghĩa là gì? Em bình thường em đang đọc có đồ một không à. Dạ, là do em không có luyện Thì không phải luyện có đề phải là luyện mà là gì, em nghĩ là không sao đâu, ông thầy nó có đồ bộ 2 3 không có vấn đề gì đâu, mở miệng vậy được rồi à, người ta cũng hiểu miệng. mà à, nhưng mà như vậy nó không có đẹp, nó không có chuẩn, như vậy là khẩu Dạ. độ 2,1 ngón tay. Dạ. Nơ Nơ. nơ, Nơ. sau khi em nơ xong em mới ngậm mình lại em thả xì nè, Nơ. nơ Nơ. đúng rồi, đọc xong mới khép lại nha, chưa đọc xong Dạ. đừng khép nè, nghe đọc đây nè, ha piner Ha, Venus. làm nó nơ sao nó mới sợ, Dạ. ha piner Ha, Venus. có phải là em đọc từ trái sang phải không Dạ. và không có bỏ âm nào hết không, Dạ. âm nào cũng có quyền được phát ra cả, mà nguyên tắc âm nào cũng có quyền được phát ra, một khi đã phiên âm ra thì có nghĩa là nó có cái quyền công bằng bình đẳng được phát ra thành tiếng, mà em bỏ bớt hoặc em bớt méo nó lại chút xíu á là tội nó, và đó là ha pi Pi nơ nơ ha pi nơ rồi. Em đọc cái chữ này là ngon rồi đó, nhưng mà cái chữ p của em ấy đang nhầm qua chữ bờ kia, bờ bánh bò bánh bao, thì lát nữa anh sẽ pi chỉ vào nó sau nha. Đọc lại nè, đọc lại hai chữ nè, cultivate happiness, cultivate happiness sau cái vay em có gì nhớ không, chữ tờ đúng rồi, cái mà em đang quan tâm đó là nhả cái tờ ra đó. cultivate happiness. Âm đuôi nè, lặp lại một lần nữa nè. Yeah. Em đọc lại một lần nữa Cultivate chị đó. happiness. Yeah. Cultivate Rồi, như vậy nhảy cái tờ happiness. nè. Wait. Nó là V-I. V-I. Wait. V-I. Ê V-I. ê Đúng rồi, mình không tách nó ra ei nhưng mà mình nối ra về ê chuẩn, rồi đọc lại một lần nữa nè, cultivate happiness happy chữ sờ phía dưới chưa nhả ra cultivate happiness. đó, chuẩn rồi. Em Dạ, nghe cảm lại ơn chưa, thầy. nghe đẹp hơn chưa. Dạ. Bây giờ em đọc lại một lần nữa, nhớ từ kho là mở to miệng và chữ L đánh lên trên lưỡi, đánh lên Dạ. chạm lên mặt trên. Nghe đọc lại một lần nữa nè. Dạ. Cultivate Có happiness. cultivate happiness. Như vậy thiếu gì? Thế thì sao? Cultivate happiness. Hát mở to ra chưa? Happiness. Chuẩn. Em thấy chưa? Đọc một từ mà em đọc đúng khẩu độ tự nhiên nó đẹp lên này nè. Giờ đọc lại một lần nữa nè. Cultivate happiness. Chuẩn. Rồi, bây giờ em qua tiếp cái đoạn tiếp theo nha. Cái tên sách phần còn lại nè. Đọc đi. Master life Đọc lại is cái từ đó. master life Rồi. is. Em biết chữ A 2 chấm là khẩu độ mấy không? Dạ, khẩu độ 1. Rồi, này ăn đòn nè. A 2 chấm là khẩu độ 1. Khẩu độ 3. Ồ, tôi nhảy nhanh với ạ. Chữ A 2 chấm là khẩu độ 3. Khẩu độ Dạ. 3 thì đút mấy ngón tay vô vừa? Hai ạ. Như vậy phải mở miệng sao? Master. Thấy chưa? Thấy nó khác liền đấy chưa? Thấy nó khác Dạ. liền đấy chưa? Em Dạ. có nhận thức là có hiện thực, em vừa nhận thức nó nằm ở khẩu độ 3, đút hai ngón tay vô vừa cái đọc chính xác liền Dạ. đó. Vấn đề là gì, chúng ta nhận thức rồi chúng ta là quên cái nhận thức đó đi. Yeah. Rồi em đọc lại một lần nữa từ đó nè. Master. Master. Đọc từ tiếp theo luôn, Master life đọc lại nè. is life. Chờ anh chút Master. Dạ chờ anh chút một cái điện thoại đó nha, yeah, dạ. Yeah. anh nghe Sương ơi.
The worst. In the world. To grow. Grow. To provide. Provide. To provide. Information, energy, and material, material. Matlay in the first book, the first book in the world. Rồi, bây giờ Yeah. nè, anh hỏi tiếp là từ master đọc ok, đọc lại từ like giùm anh nè. Life. Đọc lại một lần nữa nè. Life. Rồi, nghe hỏi nè, chữ AI, chữ A là khẩu độ mấy? Yeah. Chữ A E á. Ừ, chữ A khẩu độ mấy? Chữ E là khổ độ độ 2. Chữ A. À. Chữ A là khẩu độ 3. Rồi ở trong đó làm gì có chữ E đâu mà em nói chữ E. À, life. Chữ A có độ 3. Chữ A có độ 3 thì mở miệng thế nào? À, I. I Life. lie. Em thấy chưa? Em nhận Yeah. đúng khẩu độ cái từ nó đẹp ra liền là có gì đâu. Có ai đâu mà đâu có gì ghê gớm đâu. Yeah. Master life. Master lie. Rồi, ngon lành thấy chưa? Rồi, Yeah. anh đọc lại nguyên cái tờ sách thì mà anh nghe coi nè. Cultivate happiness. Much like Rồi đó, đổ rồi đó. Thay là đầu tiên là ẩu rồi đó. Lại nè. Từ từ. Nhận yeah. thức chậm chậm, đọc từ từ. Rồi. Cultivate happiness. Master Like để vỡ có độ đúng chưa? life. Dạ vẫn còn nhỏ. Để em ngắt nó ra. Cultivate happiness. Master life. Đúng rồi. Master lies. Đọc từ từ thôi. Ai Master biểu em vội đâu mà em đọc life. master lies, master lies. Từ lies là một từ quan trọng, từ chính. Chứ không phải là từ phụ của master. Tắt nguyên à. Master lies. Master Master Life. lie. Nhấn dùng cái tự nhiên nó bự lên liền à. Rồi. Master lie. Đúng rồi. Đó. Anh nhớ nha. Hiện thực này em đã nhận rồi. Đừng bao giờ để mất hiện thực này. Em sẽ còn nghe lại một Biết lần ơn nữa thầy. để em nhận cái hiện thực này. Rồi. Bây giờ em sẽ tiến cái phần tiếp theo nè. Đọc cho hai chữ cuối cùng nè. Is the first. Từ từ. Rồi. Is the. Is the Y là khẩu độ 1 mà ờ là khẩu độ 2, có mở miệng nè, the. the Đúng rồi. the Bây giờ đang chưa is có quan tâm là em đọc đúng hay sai cái phụ âm nha, tại vì có một số phụ âm nó bị hơi thách thức với em một chút, anh sẽ chỉ lại sau. Em đọc tiếp cái dòng yeah. số 2 nè. First book. Rồi, bây giờ anh đang quan tâm là tập trung vào cho em một nguyên âm thôi.